Trong dịp Tết Nguyên đán 2024, chúng ta được chứng kiến một bức tranh tươi sáng trong nền nông nghiệp Việt Nam. Giá trị của nông sản đã tăng mạnh, khiến cho nhiều gia đình nông dân đón Tết với niềm hạnh phúc và hy vọng lớn lao hơn bao giờ hết. Trải qua một mùa vụ khá thuận lợi, giá lúa gạo tăng đáng kể, mang lại nguồn thu lớn cho các hộ nông dân. Sầu riêng, sản phẩm đặc biệt và độc đáo của miền Nam Việt Nam cũng ghi nhận mức tăng giá đáng kể. Cà phê và hồ tiêu, hai mặt hàng quan trọng trong nền nông nghiệp Việt Nam, cũng được hưởng lợi từ sự tăng giá này. Điều này không chỉ tạo thuận lợi cho các nông dân mà còn đóng góp vào nền kinh tế quốc gia. Xin kính chào quý vị khán giả, Hải Yến rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin nóng vừa được cập nhật trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Nhiều mặt hàng nông sản tăng giá vùng vụt trong năm 2023 đã kéo dài sang đầu năm 2024, giúp nông dân nhiều địa phương có thu nhập cao đón Tết lớn. Ở đồng bằng sông Cửu Long, nông dân một số tỉnh đang bước vào mùa thu hoạch lúa đông xuân. Đây là vụ thứ hai liên tiếp bà con được mùa, trúng giá chưa từng có. Lợi nhuận từ trồng lúa không chỉ giúp nông dân có vốn để dành đầu tư cho vụ sau, mà còn sửa sang nhà cửa, mua sắm để ăn Tết rôm rã. Ngoài lúa, nông dân trồng sầu riêng cũng thắng lớn, vượt cả ngoài mong đợi. Nhờ xuống giống sớm để né hạn mặn, đến thời điểm này, 10 công lúa đồng xuân của bà Trần Thị Nguyệt, xã Trường Khánh, huyện Long Phú, Sóc Trăng đã thu hoạch xong. Trước đó, sau vụ hè thu trúng giá lúa, bán được trên 7.000 đồng trên ký. Bà Nguyệt nghĩ chỉ ăn may, lâu lâu được một vụ, nhưng đến vụ đông xuân này, giá lúa tiếp tục nhảy lên trên 10.000 đồng trên ký, ngoài sức tưởng tượng của bà. Lúa có giá, thương lái cưng chiều nông dân, không o ép như trước. Sau trừ chi phí, vụ này tôi lời trên 40 triệu đồng. Đây là mức lời cao nhất từ trước đến giờ. Ước gì giá lúa được ổn định như vậy, nông dân sẽ dư dả hơn. Tôi sẽ dành ít tiền để mua giống, phân bón cho vụ sau, còn nhiều sửa lại căn nhà, sắm đồ Tết. Năm nay, nhà tôi ăn Tết sẽ sung túc, vui vẻ hơn, bà Nguyệt cho hay. Ông Nguyễn Thành Nhơn, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn cho biết, gia đình ông xuống giống được 80 công lúa Ome 380, mới hơn 50 ngày tuổi, nhưng thương lái nhiều lần lại nhà đòi đặt cọc giá 9.000 đồng trên ký. Nông dân lúc nào cũng mong muốn giá lúa cao và ổn định. Nếu giá lúa 8.000 đến 9.000 đồng trên ký, nông dân sẽ có tiền rủng rỉnh ăn Tết, ông Nhơn nói và cho biết. Bà con rất kỳ vọng sẽ tiếp tục thắng lợi vụ đông xuân này. Nếu giá lúa bán được trên 9.000 đồng trên ký, bà con không sợ lỗ nên sẽ mạnh dạn mượn tiền của đại lý để ăn Tết. Gần 30 công lúa Jasmine vụ đông xuân của ông Nguyễn Trường Xuân, xã Đông Bình, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ, đến rằm tháng Giêng mới thu hoạch, nhưng thương lái đã đòi đặt cọc với giá 9.400 đồng trên ký, khiến ông vui như Tết. Năm rồi nông dân lời được nhiều hơn, nên Tết này sẽ sắm sửa tươm tất hơn mọi năm, ông Khương bộc bạch. Ông Mai Văn Tùng, giám đốc vùng nguyên liệu lúa gạo thuộc công ty Đại Dương Xanh cho rằng, việc ngành gạo xuất khẩu đạt giá trị lớn, một phần do những xung đột chính trị tại một số khu vực và đặc biệt là Ấn Độ cấm xuất khẩu gạo, và dự báo trong năm 2024, giá gạo vẫn sẽ tiếp tục đứng ở mức cao do những căng thẳng tại nhiều khu vực trên thế giới vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Năm nay, nông dân vui nên tất cả ai ai cũng vui, chúng tôi cũng mừng cho nông dân. Tuy nhiên, các doanh nghiệp ngành gạo có người khỏe, có người mệt, nhưng các doanh nghiệp xuất khẩu gạo đều mong muốn giá lúa gạo ổn định để dễ xuất khẩu hơn là biến đổi liên tục như thời gian qua, ông Tùng nói. Theo ông Trương Văn Chính, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu Chân Chính Đồng Tháp, ngành lúa gạo Việt Nam thắng hơn các nước trong năm nay không phải là may mắn mà chất lượng gạo của Việt Nam đã được nâng lên, được thương nhân quốc tế đánh giá cao và rất tin tưởng lúa gạo Việt. Cũng theo ông Chính, giống lúa gạo Việt Nam dẻo, thơm ngon hơn, không cứng cơm như gạo của một số quốc gia xuất khẩu gạo khác. Giá gạo Việt Nam đang ở mức cao, nông dân thắng lớn. Theo tôi, giá lúa 10.000 đồng trên ký không bền vững, nhưng nếu giảm cũng không dưới 9.000 đồng trên ký. Với giá này, nông dân cũng thắng lớn rồi, ông Chính khẳng định. Trong khi đó, ông Hồ Quang Cua, cha đẻ gạo ST25 hai lần đoạt giải gạo ngon nhất thế giới, cũng cho rằng gạo Việt lên ngôi không phải nhờ ăn may. Yếu tố khách quan chỉ một phần, nhưng việc đầu tư bài bản mới là tiền đề để chắp cánh cho gạo Việt, giúp gạo Việt tranh thủ cơ hội này bán được giá cao. Bởi trong thực tế, theo ông Cua, cách đây 30 năm, Việt Nam đã đầu tư nhiều công sức, tiền bạc để định hướng chọn tạo những giống lúa mềm cơm. Không có thế mạnh về cây lúa, nhưng nhiều nông dân tại Tiền Giang lại thắng lớn nhờ sầu riêng, với giá bán bình quân khoảng 105.000 đồng trên ký, cao hơn mức giá trung bình nhiều năm khoảng 50.000 đồng trên ký. Hầu hết các nhà vườn tại địa phương này đều thắng đậm. Ông Nguyễn Văn Chiến, huyện Cai Lậy cho biết, kể từ khi được cha mẹ chi cho 4 công đức 4.000 m2 cách đây 15 năm đến nay, chưa năm nào có thu hoạch tốt như năm qua. Từng trồng qua nhiều loại cây như lúa, mít, nhưng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng được mùa, mất giá. Mọi chuyện mới thay đổi trong 2 năm qua,
khi gia đình ông tập trung đầu tư cho cây sầu riêng. Với giá bán hơn 150.000 đồng trên ký, năm rồi tôi thu về gần 1 tỷ đồng. Cuộc sống từ đó cũng dễ thở hơn và có tiền trả hết nợ. Dư thêm chút đỉnh, tôi dùng để tái đầu tư cho vườn sầu riêng, ông Chiến nói. Dạo quanh một vòng tại các huyện Cai Lậy, Cái Bè và những vùng chuyên canh trồng sầu riêng trên các địa bàn tỉnh Tiền Giang, nhiều ngôi nhà khang trang mới được cất lên. Ông Nguyễn Văn Mẫn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang cho biết, lợi nhuận của cây sầu riêng trong năm qua ước đạt hơn 1,7 tỷ đồng trên hecta, cao hơn 800 triệu đồng trên hecta so với năm trước. Cũng theo ông Mẫn, với tổng diện tích trồng sầu riêng khoảng 22.000 hecta, Tiền Giang đang thực hiện tạo lập, quản lý và khai thác, phát triển nhãn hiệu chứng nhận sầu riêng Tiền Giang nhằm cung ứng cho thị trường Việt Nam và Trung Quốc. Nhiều năm qua, sản phẩm sầu riêng xuất khẩu của Tiền Giang chiếm 70% tổng sản lượng sầu riêng trên địa bàn, trong đó thị trường Trung Quốc chiếm khoảng 80%. Vùng Tây Nguyên là thủ phủ cà phê, mì, cao su và cây dược liệu. Năm nay, nông sản được giá, giúp người trồng đón Tết đủ đầy hơn, không khí chuẩn bị Tết đang tràn ngập mọi nhà. Năm nay, nông sản có giá nên bà con ở xã làm ăn được, có nhiều tiền. Để phục vụ Tết cho bà con, tôi xuống phố mua hàng lên bán Tết. Tiện thể, gia đình cũng mua thêm đồ Tết về dùng. Đồ Tết nhiều quá, phải mượn xe tải chở mới đủ. Anh A Thông, xã Măng Cành, huyện Con Plong nói. Ông Võ Trung Mạnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tu Mơ Rông cho biết, trên địa bàn, tỷ lệ người đồng bào Sơ Đăng chiếm 95%. Cây dược liệu là cây trồng chủ lực, gánh trọng trách giúp dân thoát nghèo, vươn lên làm giàu. Hiện trên địa bàn, diện tích cây dược liệu đã phát triển gần 3.000 hecta, nhiều nhất là sâm ngọc linh, sâm dây. Cây dược liệu bán được giá nên đồng bào Sơ Đăng có tiền mua sắm Tết khang trang, nhiều hộ mổ heo, gà ăn Tết, bà con rất vui, đời sống ấm no. Hiện huyện đang tăng cường xúc tiến thu hút đầu tư, kêu gọi doanh nghiệp mở nhà máy, thu mua sâm dây ổn định để bà con có thu nhập bền vững, hướng đến mục tiêu Tết năm sau no đủ hơn nữa, ông Võ Trung Mạnh chia sẻ. Đến huyện biên giới Chư Rông, tỉnh Gia Lai, chúng tôi được ông Đinh Văn Dũng, bí thư huyện ủy, phấn khởi kể các loại nông sản như cà phê, sầu riêng, điều, lúa, mì, được mua, được giá, giúp bà con vùng biên đón Tết sung túc. Theo ông Dũng, địa bàn có 21.000 hecta cà phê, sầu riêng, điều. Ngoài ra, tại các xã La Mơ, La Lâu, La Bio, có thêm 1.200 hecta lúa được trồng bằng giống lúa chất lượng cao, kỹ thuật chăm sóc hiện đại, nên năng suất cao, đạt 7 tấn trên hecta. Với giá lúa 10.000 đồng trên ký, bà con thu lợi mỗi hecta 70 triệu đồng. Cũng nhờ nông sản giá cao nên năm nay bà con phấn khởi, nhiều hộ sửa sang nhà cửa, mua sắm thêm đồ dùng đón Tết. Gia đình tôi trồng 2 hecta cà phê xen trong vườn hồ tiêu. Năm qua, gia đình thu được hơn 6 tấn cà phê và 1 tấn hồ tiêu. Giá cà phê năm nay hơn 70.000 đồng trên ký, còn hồ tiêu hơn 80.000 đồng trên ký. Đây là mức giá khiến bà con nông dân phấn khởi. Trừ chi phí, gia đình tôi thu lợi 400 triệu đồng. Năm nay, tôi sẽ học lấy bằng lái và sắm ô tô mới để phục vụ gia đình. Ông Trần Văn Toàn, xã Quang Tiến, huyện Cư Mờ Ga phấn khởi nói. Ông Mai Văn Ân, thị trấn Phước An, huyện Krông Bắc cho biết, ông có gần 100 cây sầu riêng đang cho thu hoạch năm thứ 12. Vụ mùa vừa qua, ông thu được gần 10 tấn sầu riêng, trừ hết chi phí cho lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng. Tết Nguyên Đán năm 2024 là một năm hạnh phúc của nông dân Việt Nam. Giá trị của nông sản đã tăng mạnh, mang lại niềm vui và sự phấn khích cho hàng triệu gia đình nông dân trên khắp đất nước. Sự gia tăng giá lúa gạo, sầu riêng, cà phê, hồ tiêu là tín hiệu tích cực, thể hiện sự phát triển và sức kháng của nền nông nghiệp Việt Nam. Nông dân, những người không ngừng lao động vất vả trên những cánh đồng, đồng cỏ, đã có cơ hội cải thiện đời sống và chuẩn bị một cái Tết ấm áp cho gia đình. Hy vọng rằng tin vui này sẽ tiếp tục kéo dài và làm phong phú thêm nền nông nghiệp Việt Nam trong tương lai. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi. Hải Yến rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Diễn đàn Doanh nghiệp TV. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi kênh để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.